Tử vi tuổi Bính Thân sinh năm 1956 tháng 3 năm 2022 âm lịch Nhâm Dần. Xin được kính chào tất cả quý vị. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì Khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi Khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo, luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống, có uy quyền, có địa vị. Những gia chủ tuổi Bính Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè và người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Họ còn có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy trong công việc thì những người tuổi Khỉ, họ luôn cảnh báo cho mọi người những nguy hiểm đang rình rập ở đằng sau và ở phía trước. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Bính Thân dễ dàng hiểu thấu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của những người khác và từ đó sẽ tìm cách chia sẻ giúp đỡ những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022, những gia chủ tuổi Bính Thân phạm phải hạ xung thái tuế và đây là một năm mang lại nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình, những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm những gia chủ tuổi Bính Thân nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên trong năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ Bính Thân dễ dàng vượt qua được những khó khăn thử thách này. Tử vi học dự báo tháng 3 âm lịch là thời điểm đột phá của quý gia chủ tuổi Bính Thân. Vậy vận trình tài lộc của gia chủ tuổi Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị hãy cùng theo dõi video ngay sau đây. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Bính Thân sinh năm 1956 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Thân nói chung và tuổi Bính Thân nói riêng rất ham học hỏi. Họ có thể thu thập thông tin cho mình ở bất kỳ đâu. Vì thế mà những người này có kiến thức sâu rộng, am hiểu nhiều vấn đề trong mọi lĩnh vực, cuộc sống. Họ thích được tự do, đi du lịch và trải nghiệm những điều mới mẻ, thú vị xung quanh mình. Người tuổi Bính Thân sinh năm 1956, theo ngũ hành thuộc mệnh hỏa, tức là lửa. Thường có sự quyết đoán cùng ý chí cứng rắn, luôn kiên trì bền bỉ đến cùng, theo đuổi đam mê của bản thân. Đây chính là tuýp người có khả năng lãnh đạo, sẵn sàng đứng lên bảo vệ và che chở cho đồng đội. Tuy nhiên, đôi khi vì quá cứng đầu bảo thủ, không nghe lời mọi người nên mối quan hệ đồng nghiệp thường có xích mích. Tiền vận có phần vất vả nên học lấy một nghề để có cơ hội đổi đời, làm nên nghiệp lớn. Từ sau tuổi trung niên, tuổi Bính Thân có được cuộc sống khá an nhàn, thu nhập ổn định, nữ mệnh có phần cố chấp và ngang bướng. Người tuổi Bính Thân là người tài năng, song áp lực công việc lớn lại phải chịu sự gièm pha từ những người xung quanh cho nên con đường tiến thân không mấy thuận lợi. Có những khi họ phải cắn răng chịu đựng, kiên gan, bền chí thì mới đến được với thành công. Tuy nhiên cũng phải chú ý đừng nên cố chấp mà gây mâu thuẫn với đồng nghiệp khiến mối quan hệ xấu đi. Nói chung chỉ cần bạn nỗ lực thì ông trời có mắt sẽ trao cho bạn những thành tích như mong muốn. Tháng này gia đạo của các bác rất tốt. Hòa khí gia đình ổn, con cái vui vẻ, sum vầy, không xảy ra va chạm gì lớn khiến bản mệnh phải suy nghĩ. Gia chủ cần phải chú ý đến sức khỏe, đặc biệt là cẩn trọng tai nạn bất ngờ khi di chuyển. Ở độ tuổi này của các bác, một vết thương nhỏ thôi cũng rất khó lành. Thời tiết lúc này đang giao mùa, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe, nhất là các bệnh liên quan đến đường hô hấp. Xét về thiên can, Bính Dương Hỏa gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các gia chủ tuổi Bính Thân cần phải hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất là có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần phải chú ý có tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi tuổi Thân sinh năm 1956 tháng 3 âm lịch, nếu vẫn đi làm, gia chủ phải đối mặt với khá nhiều khó khăn, thách thức trong công việc, đòi hỏi phải tổn hao nhiều công sức hơn mà thành quả thu về chưa chắc đã đúng theo mong muốn. Hung vận khá lớn, bản mệnh dễ dính vào họa thị phi, tranh cãi, vừa gây ảnh hưởng công việc, vừa khiến uy tín bị giảm sút. Nguyên do chủ yếu là từ việc gia chủ khó kiểm soát cảm xúc cá nhân, dễ nóng vội, phát ngôn có phần phóng khoáng, khiến kẻ tiểu nhân nóng mắt, tìm cách quấy phá, hãm hại.
Tuy nhiên, cục diện bán tam hợp đem lại may mắn cho gia chủ. Khó khăn hiện tại đồng thời lại thúc đẩy tuổi Bính Thân nỗ lực hơn nữa, vận dụng linh hoạt hơn năng lực sẵn có của mình để xoay chuyển tình thế. Nhờ vậy mà thành tích đạt được tốt hơn, hiệu quả công việc được nâng cao không nhỏ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Bính Thân để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tháng này vận trình tài lộc thăng trầm bất định, có mặt tốt cũng có mặt xấu. Mặt xấu là bởi vì bạn quá chiều chuộng bản thân, mua sắm, tiêu xài theo ý thích, cho nên tiền bạc có nguy cơ thất thoát một khoản không nhỏ. Hóa đơn tăng dần lên, tiền trong túi cũng vơi đi, trông thấy. Mặt tốt là nhờ tài trí và sự nhạy bén vốn có, lại thêm sự chăm chỉ và không chịu ngồi yên một chỗ mà biết tìm thêm nghề tay trái hoặc đầu tư nên cũng gặt hái được những thành quả không nhỏ bên cạnh nguồn thu từ công việc chính. Tuy thu nhập tăng lên, đồng nghĩa với các khoản phí tổn cũng tăng lên không ít, cần phải lên kế hoạch tài chính chi tiết và cụ thể để duy trì nguồn tài lộc bền vững. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng để các gia chủ mang vật phẩm được công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của những người tuổi Bính Thân rất dễ tiềm ẩn những tai họa ngầm. Do đó, bạn cần phải chú ý đến bản thân nhiều hơn, sinh hoạt khoa học, đừng chủ quan, khinh suất, kẻo họa ập xuống đầu. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập, các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Các quý gia chủ tuổi Bính Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Bính Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Đường tình duyên tháng 3 âm lịch của các mệnh chủ tuổi Bính Thân chẳng được như ý. Mọi chuyện diễn tiến theo chiều hướng không thể suy đoán được. Một đống hỗn độn đang chờ đợi con giáp này. Bản mệnh cảm thấy bất an, có thể sinh lòng nghi ngờ trước những biểu hiện bất thường của đối phương. Cũng chính vì thế mà cả hai người nổ ra không ít cuộc tranh cãi. Đối phương chán nản và mệt mỏi khi hết lần này tới lần khác phải giải thích, chứng minh tình cảm của mình, khiến cho tình yêu cũng theo đó mà phai nhạt. Tuy nhiên, dù có chuyện gì xảy ra cũng nên nhớ, người ấy sẽ là hậu phương vững chắc, luôn chờ đón bạn mỗi ngày. Bản mệnh thực sự trân trọng người chấp nhận ở bên mình khi khó khăn, càng dồn hết tình cảm cho đối phương. Mối quan hệ vì thế mà được nâng cấp nhanh chóng. Nên nhớ vợ chồng hạnh phúc không cần phải giàu sang, cũng chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần vợ bớt một lời, chồng nhường một bước là được. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Tháng Thìn, lục hợp Dậu, tam hợp Tý và thân thành Thủy Cục, xung Tuất, hình Thìn, hình Mùi, hại Mão, phá Sửu và tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim.
Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Bính Thân. Trong những ngày này, mệnh chủ cần hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Bính Thân trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Thân sinh năm 1956 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chọn vào biểu tượng quả chuông để có thể là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin mến chào và hẹn gặp lại!